Cái này là thông ra Cống Quỳnh phải không anh? Đây cũng không thông luôn. Đây là bít hết rồi. Sẵn đi vòng quay phim. Ở khu này như sắp giải tỏa phải không anh? Xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Hiện em đang đi trên đường Nguyễn Quê Trinh. Đây có cái hẻm mà thông ra đường Nguyễn Trãi nè. Ngày xưa người ta gọi cái khu này là khu Mả Lạng. Tại trước năm 75 thì ở đây có rất là nhiều cái ngôi mộ. Thì sau năm 1982 thì đã không còn những ngôi mộ đó ha. Đây 168 Nguyễn Cư Trinh, hẻm 168. Hôm nay mình đi vô một vòng nguyên chợ trong khu này cho cô chú anh chị mình xem nha. Hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh. Thì cái khu Mả Lạng này nó thuộc cái tứ giác đường Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh. Thì khu này hiện đang có cái sắp giải tỏa rồi, nhưng mà chưa có hoàn tất thủ tục gọi là đền bù, nên vẫn còn để mình quay phim. Sẵn cái hẻm này nó thông ra Nguyễn Trãi luôn nè, quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở đây thì nhà rất là nhỏ nhỏ không à, rất là lụp xụp. Bây giờ trưa nên vắng. Cái đường này thông ra đường Nguyễn Trãi, còn ngoài ra nó cũng thông qua đường Cống Quỳnh nữa. Giờ mình thẳng cái đường này thì thông ra đường Nguyễn Trãi nè, hẻm 245. Rồi nhưng mà mình đi thông qua đường Cống Quỳnh đi, rồi mình đến chợ Thái Bình luôn. Ủa anh cho em hỏi, cái này là thông ra Cống Quỳnh phải không anh? Đây cũng không thông luôn. Đây là bít hết rồi. Sẵn đi vòng quay phim. Ở khu này như sắp giải tỏa phải không anh? Khu này là khu Mả Lạng gì phải không? Cảm thấy nhà lụp xụp, thấy sẵn vô vòng chơi. Tưởng đâu nó thông ra, đi vòng nó. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác. Cô bác gọi củ hành để bán ha. Rồi mình tiếp tục đi đường Nguyễn Trãi nha các anh chị. Thì cái mấy cái hẻm trong đó thì nó bít hết rồi. Thì giờ mình đi cái hẻm lớn nè, hẻm này thông ra Nguyễn Trãi. Thì ngày xưa đầu hẻm này là cái rạp chiếu phim cinema. Cái siêu thị City Plaza, City Max đúng rồi. Mà giờ thì dẹp cái siêu thị đó rồi. Đây có cơm bình dân nữa. Chắc để bữa nào biết thêm một chỗ để ăn cơm nữa. Ủa, tính ra cái hẻm này cũng nhỏ chứ đâu có ngắn chứ đâu có dài. Mình tưởng đâu cái hẻm này dài lắm. Mình đi bộ từ hẻm đầu hẻm bên kia qua bên đây cũng chừng 3-4 phút. Bây giờ mình đi cái chợ Thái Bình nha các anh chị. các anh chị các bạn đi chợ Thái Bình. Đây là đường Nguyễn Trãi nè, đi ra hẻm 245. Sài Gòn nắng đổ lửa. Ở mấy cái quận khác thì mưa, còn cái quận nhất này ít mưa lắm, có mưa cũng xíu à, nên ít ngập. Rồi có bún riêu bánh canh 20.000, ở đó bán cũng được lắm, bình dân. Rồi chùa Lâm Tế nè. Thực ra nãy đi vô cái khu đó cũng thấy cũng an ninh, mọi người cũng vui vẻ, đâu có như mọi người nghĩ là khu Mã Lạng ghê lắm, phức tạp lắm. Nhưng mà hồi xưa thôi, chứ bây giờ hết rồi. Hồi xưa thì khu đó gọi là khu trùm ma túy lớn nhất cả nước luôn á, nhưng mà được xóa sổ từ năm 2003 rồi. Nên bây giờ mọi người rất là an cư lạc nghiệp ha. Nhìn thấy an cư chắc có vẻ chưa an cư, tại vì khu đó hiện đang giải tỏa nhưng mà chưa có kết thúc á, gần mười mấy năm rồi mà chưa có hồi kết, nên mọi người cũng rất là bất an. Nhà thì muốn xây lên thì không được, tại vì đang nằm trong viện giải tỏa nên không có cho xây mới. Có cháo cơm bình dân, có thịt bằm. Đây là vòng xoay Cống Quỳnh với Nguyễn Trãi này các anh chị. Biết sao em biết em. Đường Nguyễn Trãi ngày xưa có tên là, em nhớ cái tên gì ta, tự nhiên quên mấy tên đường này. Võ Tánh, đúng rồi, đường Võ Tánh đó các anh chị. Ngày còn xây đường Võ Tánh là đường Cống Quỳnh ngày xưa, ngày nay đi thẳng nữa này là bệnh viện Từ Dũ, Bùi Viện Minh Khai, Cao Thắng. Đi đây ra Gia Long nè, Gia Long Lý Từ Trọng bây giờ đó. Hôm nay thì cái Phạm Ngũ Lão, người Cống Quỳnh. Phía trước mình là chợ Thái Bình. Thẳng ngoài đi mình đi một vòng ở nhà, đi qua đây luôn cho nó tiện. Đi vòng vô chợ Thái Bình cho cô anh chị mình xem nha. Phía trước này thì buổi chiều quán đồ ăn rất là nhiều ha. Nhà buổi sáng thì không có bán đồ ăn, buổi chiều bán hủ tiếu rồi cơm tấm. Mình đi vô cổng số 1. Này bán quần áo. Bán mấy cái đó cho tụi con. Mua gì mình? Dạ. À, đi coi thôi, chơi thôi. Ở đây bán giày dép. Dạ. Trời ơi, đi chơi. Đi tham khảo một vòng đi chơi. Đây quá trời giày dép. Rồi, chợ đó thì mình đi chợ nhỏ thôi. Thì bây giờ chợ trưa nên chợ cũng nghỉ à. Mình một vòng ngay lên Cống Quỳnh xong cái mình đi về cái đường Bùi Viện nha. Rau cải về ẩm thực. Rồi có gì mát uống. Này, nước mía đi. Nước mía nha các anh chị, mời anh chị các bạn uống nước mía nha. Lấy con ly nước mía coi. Dạ. Kia kìa. À bên kia. Bánh bào đi. Bánh bào bánh tiêu. Chú bán này lâu lắm rồi nè. Không biết chú. Lấy con hai cái bánh bao chiên. Mặn quá không? Dạ đúng rồi. Đi lấy em miếng bánh bò luôn chị.